Dạ, xin chào các cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ Tuxi Bình Vũ. Video hôm nay thì em sẽ lên là hàng da độc lạ. Em có sale một vài mẫu, rất mong nhận được sự ủng hộ của các cô chú anh chị. Và video này thì em xin nhận chuyển khoản trước rồi mới đi đơn, trừ những khách hàng thân thiết, khách hàng thân quen rồi ha. Mong rằng các cô chú anh chị mình thông cảm. Và em sẽ có lên tiếp một video nữa, rất mong nhận được sự ủng hộ của các cô chú anh chị. Đầu tiên một em này, một em da ghép mấy anh chị, màu nâu. Tông của nó là nâu nâu hết rồi nè, nâu đậm nâu nhạt thôi ha. Da da xấu nè, da rùa đây, rồi da gì nữa đây, hình như là em thấy hai ba lội gì đó mấy anh chị đó. Rồi cái phần bóng này nâu này ha, là da rồi người ta phủ bóng mấy anh chị, nó bóng ngời ha. Nhìn nó sang mình xách tay, xách tay thôi mấy anh chị. Bản dây là 1,5 phân, dây cũng là màu nâu. Dây thì cũng còn cứng cáp, nhưng mà cái phơm của nó nè, mình phải treo lên thẳng thẳng lại cho nó thẳng cái dây lại mấy anh chị ha. Người ta để cái kiện nó hơi bị cong cái dây này ha. Rồi dây thì người ta ghép dây lại, dây không có bị lỗi gì mấy anh chị ơi. Đây màu nâu đậm luôn, không lỗi dây. Rồi cái phần da ở chỗ này cũng còn cứng cáp nè, da hai mặt này thì cũng đều không có lỗi nha mấy anh chị. Bên hông, cái phần da bò này ha, da dày dặn, em này là miệng cớp ha. Đáy túi cũng đẹp, để mình coi cái góc đi. Góc thì trầy khờn rất là ít mấy anh chị. Đây, có trầy khờn rất là ít luôn. Bên này đẹp luôn nè, bên này không bị trầy khờn luôn. Rồi, cái mặt này cũng đẹp luôn, không có trầy khờn. Đáy túi cũng đẹp, da này rất là dày. Hai bên hông cũng được nè, miệng cớp có bọc da luôn ha. Cái phần này thì nó là trắng bạc mấy anh chị. Rồi bên trong là miệng cớp rất là rộng, bên trong là lót vải mấy anh chị, màu nâu. Cái túi này rất là rộng ha, và em thấy cái phần lót nó cũng còn được lắm nè mấy anh chị. Đây nó có những cái đốm đốm nhưng mà mình nhìn nó còn được lắm. Cái hai bên hông này nó cũng đẹp nè, ở trên này là da rồi ha, cái phần nâu này ha là da. Có một khóa kéo, khóa kéo IKK, khóa là màu xám nè, khóa cũng ngon nè. Rồi đây có một ngăn nữa ha, bên đây cũng có một nha. Em này rất là rộng mấy anh chị ơi, nó sâu ha. Đây, cái em này thì nó to rồi. Miệng cớp thì có trầy khờn, nhưng vẫn còn sáng, cái phần da này còn rất là đẹp. Nói chung em này còn khá là cứng cáp mấy anh chị. Bên hông đây không mới ken thôi, nhưng mà còn rất là cứng cáp. Nói chung là nó không có lỗi mấy anh chị, nó không có cái lỗi gì hết trơn ha. Hai cái này thì em thấy nó ráng o hả, không có bị rách lỗi gì ngay chỗ này hết trơn nha. Đó, gốc thì có khờn ít thôi. Rồi độ mới thì em cho cũng 85% mấy anh chị. Ê, nó đẹp lắm nha, nó sáng bóng lắm mấy anh chị. Nhờ cái phần ô này, nhìn cái túi nó sáng sủa ghê, nó sang. Rồi size của em này, em này là cao 24, ngang là 31, đáy dày 10 phân. Em bán 650, mã 085, 650, mã 085. Da độc lạ nha mấy anh chị, em để giá cũng rất là mềm, phơm rất là to luôn ha. Rồi em qua mẫu một em đà điểu màu bờ màu nâu mấy anh chị. Em này là phơm hến, sai gọn gọn thôi. Em này độ mới còn được lắm mấy anh chị. Đây gốc nè mấy anh chị, gốc còn đẹp nè, gốc không mày mòn, đáy túi 5 cái đinh thẳng băng luôn nè ha. Gốc nè thẳng luôn mấy anh chị, không có mày mòn da. Em này hai mặt là em thấy nó rất là được luôn, có khóa luôn nè ha. Đây có khóa có chìa luôn mấy anh chị, khóa cũng là bọc da đà điểu luôn nè. Khoen khóa thì được thôi, không có sáng choang thôi, không có, hình như có tróc tróc màu, có dây nè, không biết có dây đeo hay không. Đây hai mặt da không lỗi da mấy chị. Cái tay cầm thì cái phần da nó có đậm màu xíu nha mấy chị. Đây cái phần này ha, nó có đậm hơn là khoảng em thấy là khoảng 70 nha ha. Dây thì nó còn cứng cáp lắm. Đây rồi cái chìa khóa đây nè ha, hai chìa khóa. Chìa khóa cũng còn đẹp lắm nè, còn mới lắm nè. Một khóa miệng nè, khóa là miếng da đà điểu luôn nè. Đây lót trong là nhung màu nâu mấy anh chị ha, dải nhung. Có một cái khóa cũng là màu nâu nè. Rồi dải nhung sạch đẹp. Bên đây là có một cái ngăn nữa ha, sạch đẹp mấy anh chị, và rộng rãi phơm hến nên nó rất là rộng, không có ngăn nào nữa hết, một ngăn chính vậy thôi, hai bên không có ngăn. Đây phơm hến, size này nó gọn gọn mấy anh chị, size đẹp á. Đây mới tinh nha, em này rất là ngon nha mấy anh chị.
À đây, cái phần này này ha, nó còn rất là cứng cáp nè, cái phần da này ha. Đây, mình gài khóa nè. Ôi em này không có lỗi gì hết nha mấy anh chị, nhưng mà em để giá cũng rất là mềm. Cao 21, ngang là 27. À, đáy giày 10 phân rưỡi, em bán 900, mã 086. 900, mã 086, độ mới rất là cao ha. Đây, rồi, em vô mẫu nha. Một em da rắn mấy anh chị, rắn thật ha. Form rất là đẹp luôn, màu xanh này là xanh xanh lá đậm luôn. Đây, xanh đậm luôn mấy chị, coi mấy chị coi form nó đẹp nè ha. Form cứng ngắc luôn. Rồi, phối với lại da bò ha, cái phần đen này là da bò. Đây là rắn thật trăng nè, trăng to đùng nè ha. Đây cái vân rất là đẹp luôn nè. Ồ, người ta làm điều đẹp lắm mấy anh chị ơi. Đây, dây thì là da bò cứng cáp, da bò này rất là dày luôn. Bên hông này mấy anh chị gốc, em này đẹp dữ luôn đó. Quá trời luôn. À, không có mày mòn gốc luôn nha mấy anh chị, rất là mới luôn. Bốn cái đinh em thấy nó cũng còn sáng choang luôn này ha, không mày mòn gốc, dây còn đẹp lắm luôn. À, em này thì mình chỉ xách tay như vậy thôi ha, form rất là sang. À, có một cái khóa bên đây nè, coi lót gì đây, nhung mấy anh chị. Đây cũ mới mình nhìn này mình biết rồi ha, nó còn rất là cứng cáp cái phần đầu khóa này. Hai khóa miệng ha, đây khóa đồng bộ này anh chị, em này form cũng đẹp luôn. Đây bên trong là lót nhung luôn anh chị ha, nó có bụi bụi thôi chứ không phải là dơ. Đây một ngăn lớn, một ngăn nhỏ, bên đây là có một cái khóa, trời khóa đẹp dữ vậy, khóa giọt nước sáng trưng luôn anh chị, khóa rất là nhẹ luôn. Rồi cái khóa nó như là chưa sử dụng nha anh chị, nó bóng ngời luôn á. Rồi một ngăn to như vậy thôi anh chị. Đây bên hông nó làm vậy, có cái miếng này là miếng da bò ha. Rồi cái miệng túi nó sâu xuống hết luôn mấy anh chị. Đây ha, xuống hết cái túi luôn. Rồi form cứng ngắc luôn. Em này không có gì để chê nha mấy anh chị. Đây form nó đẹp như vậy, màu cũng đẹp nữa ha. Rồi độ mới rất là cao. À, em này là cao 21, ngang là 31, đáy 10 phân, em bán 950, mã 081. 950, mã 081 mấy anh chị ha. Rồi em qua mẫu nha. Một em bờm ngựa mấy anh chị, màu xám. Rồi em này cái form nó rất là cứng cáp này mấy anh chị, form rất là sang ha. Mẫu nó đều hết trơn đẹp luôn ha. À, rồi cái phần này thì mình vuốt tay thì mình cũng có những cái vết của một cái cọng tóc đưa lên mấy anh chị ha. Đây mà ít lắm, hai mặt đều là bờm ngựa hết luôn ha. À, bên hông là phối da bò, là cái tông màu xám. Cái dây cầm, tay cầm nè là da bò màu xám luôn nè ha. Khoen khóa nó còn đẹp, có trầy khờm anh chị mà còn vàng ánh luôn ha. Và nó form nó còn rất là cứng cáp luôn, có dây đeo đầy đủ luôn nè. À, dây có tăng giảm anh chị, khoen khóa cũng còn đẹp nè. Bán dây là 1,5 phân, dây nguyên zin của nó luôn. À, đeo vai đeo chéo đều được ha. Ồ, em này xách tay cũng sang luôn. À, form nó còn cứng ngắc nè ha. Bên hông thì nó cũng có đây, có hơi bị trầy trầy mà anh chị. Đây, đáy túi thì nó thẳng, có cũng có một vài vết cứng đây. À, nói chung là em này form dáng thì còn rất là đẹp, da thì có vài vết trầy khờn, gốc thì không mày mòn gốc, gốc đẹp dữ luôn. Rồi, gốc không có vấn đề mấy chị, gốc thẳng băng luôn, không có một cái vết trầy, không có đậm nhạt gì hết trơn trời ha. Mặt sau là có một cái ngăn. Rồi, có một ngăn nó khó coi, để em coi bên trong đi ha. Đây, cái phần khoen khóa chỗ này nè mấy chị, nó cũng còn vàng ánh ha, vàng luôn. Không có bị tróc màu mấy anh chị, nó có trầy khờn thôi. Bên trong nè, đây bên trong là lót phun sơn khô nha mấy anh chị, là màu xám. Cái phần trên này là da của bản da ngoài rồi ha, cái này là da thật nè. Ở đây thì nó có xác nhận là lông ngựa thật này ha, tóc ngựa. Có một cái khóa nè. Rồi cái ngăn này là nó khô nha mấy anh chị, nó không có bị bớt dính gì hết trơn nha. À, đáy túi thì người ta làm rất là đẹp, nhưng mà đây nó có những cái khờn nha mấy anh chị. Đó, nó không có dính tay mình ha, là phong sinh khô thì nó sẽ không có bớt dính đâu mấy anh chị. Một ngăn đây nữa ha. Nói chung là lót em này thì không đẹp thôi, có trầy khờn. Một ngăn này, rồi ở mặt sau được một ngăn nữa ha. Đây rồi, lót em này không đẹp thôi, nhưng mà xài vẫn ok nha mấy anh chị, sẽ không có bao giờ bị bớt dính. Đây hồi ơi, quan trọng cái form đó này mấy anh chị, quá trời nó đẹp luôn ha. Rồi size của em này, em này size cưng dữ luôn. Cao 17, ngang là 25 năm.
Em bán em này là 1 triệu 1 triệu mốt, mã là 087, 1 triệu mốt, mã 087 mấy anh chị ha, mới len ken luôn. Em qua mẫu ha, một em da kỳ nhông phơm cũng đẹp dữ luôn. Đây là màu xanh mấy anh chị ha, da kỳ nhông thật nha, phối với lại da bò. Cái phần này là da bò nè, màu xanh tông nó luôn ha. Đáy túi cũng là da bò, đáy túi thì nó cũng có những cái vết trầy cấn này ha. Em này không mới bằng cái em rắn mấy anh chị. Rồi cái phần da này thì nó rất là dày rồi nè. Đây người ta điểm á mấy chị, lót độn độn túi dày dặn á, không lỗi da mấy anh chị ha. Hai mặt này em thấy đẹp lắm nè, không lỗi da. Có cái tót GRA đây, gốc thì cũng không có mày mòn gốc nè, đáy túi thì không đồ đẹp hết trơn mấy anh chị ha. Có hai nhăn nữa nè, hai nhăn rồi một cái miệng cớp ha, khoen khóa. Rồi khoen khóa cũng còn rất là đẹp luôn, sáng trưng hả mấy anh chị. Cái miệng cớp đây, cái này cũng còn đẹp lắm nè, rộng dữ luôn. Bên trong nè, đây bên trong của em này nè mấy anh chị, lót phun sơn màu xanh, phun sơn khô mấy anh chị ha. Đây nó khô queo ha, phần lót thì nó không được đẹp thôi, nó không có bong tróc nha mấy anh chị, mà nó không có đẹp, mình thấy nó cũ hơn thôi ha. Một nhăn nè, bên đây có một cái khóa nè ha, khóa ở trong là khóa IKK, đây người ta có kẹp cái này ha, cái đầu móc nè, khóa thì ngon lành rồi đó. Một cái khóa phụ bên đây, ngăn rất là rộng rãi. Cái phần lót thì nó còn nguyên mấy anh chị, nó không có bong tróc gì hết trơn, nó không có trầy khờn, rộng lắm luôn ha. Rồi miệng cớp em này thì đẹp rồi mấy anh chị ha. Rồi có hai ngăn đây, nó có cái rồi có cái tách da mấy anh chị, tách da đây, da gì, lý da con thằng lằn này ha, đó, da của con thằng lằn đó. Đây có cái tách GRA, có miếng tách da đồ luôn. Ở đó em này thì lót không đẹp thôi mấy anh chị, ở ngoài nó rất là đẹp luôn. Dây cầm đây cũng còn đẹp lắm nè. Độ mới em này thì nó không bằng cái em rắn thôi, em trăng thôi, có trầy ha. Em này thì em cho nó chừng 80% thôi mấy anh chị. Em này giá sẽ rất là mềm, phơm còn đẹp quá trời luôn. Cao là 16, ngang miệng là 29, ngang đáy 33, dày 10 phân. Em bán 550, mã 084, 550, mã 084 mấy anh chị ha. Một em da kỳ nhông, kỳ nhông thật mấy anh chị. Em qua một em đà điểu mấy anh chị, đà điểu thật ha. Đây trời ơi em này đẹp quá trời nè mấy anh chị. Đây phơm cực sang luôn, dây đeo đầy đủ nguyên zin nè. Cái phần kim loại nè còn đẹp lắm anh chị, có trầy khờn nhưng mà nó còn rất là sáng luôn. Cái dây này ha, nó cứng ngắc luôn. Cái phần da này ha, cái này là chắc sắt, rồi người ta sẽ điểm lên cái lớp da này mấy anh chị. Dây đeo là bản một phân cứng, mình đeo vai thôi mấy anh chị. Da đẹp lắm, dây còn cứng ngắc này ha. Khen khóa là đẹp, cùng tông nguyên zin của nó rồi nè. Cái phần kim loại này thì cũng có trầy khờn mấy anh chị, rất là ít nhưng mà còn sáng sủa lắm, còn sáng trắng luôn ha. Đây đà điểu thật nha mấy anh chị. Cái em này cũng già khụ này ha. Cái mặt này thì cái lợt chân lông nó sẽ nhỏ 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 hơn mấy cái này nè ha, nó nhỏ hơn cái mặt trước. Bên hông em này phơm cứng cáp, ôi ôi không có lỗi gì hết luôn nha mấy anh chị, không mày mòn gốc. Em này còn rất là mới luôn mấy anh chị ơi. Đây đẹp da hết luôn ha, gốc gì đều thẳng băng luôn nè ha, không có mày mòn, không có trầy khờn gì luôn. Mặt sau là có một ngăn, đầu khóa là da là điểu luôn nè, khóa là IKK, khóa ngon nha. Bên trong là lót nhung màu đen, rất là ngon. Em này cái size nó dễ thương lắm anh chị, nó sang dữ luôn ha. Bên trong cái khóa này nó gì đây, đây mở dây ngang đây. Đây bên trong em này gùa rộng anh chị, lót ở trong là màu nhung, một ngăn to. Cái phần này cũng là da đà điểu luôn ha, mà nó là da láng nhưng mà vẫn là da đà điểu. Miệng túi đẹp nè, ở đây nó có cái hiệu là cái gì đây nè, hiệu này em không biết của ai, nhũ trắng ha. Khóa IKK luôn, khóa đồng bộ với khóa ngoài nè. Đây nhung sạch đẹp mấy anh chị, khóa ngon lành. Bên đây một ngăn to nữa ha. Em này thì nó thấp thấp thôi mấy anh chị, cái size nó rất là đẹp luôn, miệng túi rộng rãi. Em này còn cứng nhắc, bên này còn một ngăn nữa chứ. Đây một ngăn ha, rồi bên đây một ngăn to, mặt sau là được một khóa kéo nữa. Em này ngon dữ, quá trời đẹp em này rồi, không có gì để chê rồi mấy anh chị. Cái khóa này thì khi đâu gài là thì gài là xui vậy ha. Rồi sắp tay đeo vai cưng lắm mấy anh chị, đà điểu ít khi nào được mấy cái phơm dày lắm nha mấy anh chị, rất là ít luôn. Em này xinh quá trời, cái phơm này nó trẻ trung nè, rất là đẹp luôn, sang vừa trẻ trung. Cao 14,
ngang miệng là 24, ngang đáy 27, đáy 6 phân. Em bán 1 triệu rưỡi mã 089. 1 triệu rưỡi mã 089 anh chị ha. Mới cứng luôn. Em qua mẫu nha. Một em 6, này là 6 thật nha mấy anh chị, 6 cây măng màu đen. Đây, cái gù của em này ở đây. À, cái gù em này thì được thôi chứ không phải là to đùng. Màu đen, em này đồ bóng cũng còn đẹp. À, khoen khóa thì cũng còn đẹp lắm nè mấy anh chị ha. Vàng. À, mà cái phần này là người ta làm giống như người ta có mài giống như là không phải láng o mấy anh chị ha, nó có cái sớ sớ. À, còn đẹp. Dây là dây xích. Em này là mình đeo vai thôi ha. Dây xích cũng còn đẹp lắm mấy anh chị. Đây, sáng trưng luôn ha. Này là dạng 18 mấy anh chị. Đây, mặt sau. Em này là em thấy da là đẹp, không có lỗi da gì mấy anh chị. Cái này nó cứng nhắc cái phần gù này rồi ha. Gốc đẹp nè. Bên đây có trầy khờ một chút xíu. Đây, ngay chỗ này mấy anh chị ha. Đây, ngay chỗ này. Rồi, bên đây thì sạch đẹp nè. Bên đây không có bị luôn ha. Cái phần trên này để em coi coi. Cái phần trên đây. À, cái trên đây nó cũng có chút xíu thôi mấy anh chị ha. Trầy á. À, hai mặt này thì không có thấy trầy lỗi gì hết trơn này nha. Rồi bên trong mấy anh chị. Em này bên trong đã quá. À, cái khóa lại nằm ở trên đây nè mấy anh chị. Đây, khóa dây kéo nằm trên này nè ha. Cái khóa thì lại như vậy, không có được đẹp lắm, không được sang thôi ha. Một khóa nè. Ở bên trong là vải mấy anh chị, màu đen. Rồi, cái phần lót này sẽ nằm tuốt ở dưới đây luôn mấy anh chị ha, nó sâu xuống dưới này luôn. Cái phần này nè mấy chị là da thật ha, nó xuống tới đây luôn. Cái mặt bên này là vải ha. Đó, cái này là da thật, da bò thật nè. Một ngăn. Ở đây nó có cái tag hiệu gì đây? Milano Italy, nhưng mà cái tag này là dán lên mấy chị, không phải là kim loại nha. Đó, người ta chỉ dán lên thôi. Ở đây là vải nè, vải cùng với cái phần bên trong này ha. Đây, vải màu đen nè mấy chị. Màu đen, màu xám chứ. Giống như xám hơn ha. Bên đây có một ngăn nữa nè. Là cái này là một cái lớp vải thôi mấy chị. Đây. À, giải lên liền đó mấy anh chị. Đó. Rồi, 2 ngăn, 3 ngăn, thêm một khóa kéo nữa ha. Trời ơi, em này đã quá. Đây, nhưng mà phơm nó mỏng thôi mấy anh chị. Đây, cái đáy túi nó sẽ mỏng như vậy ha. Phơm bị thư vậy đó. Đó. Rồi, nó được rộng cái phần ở trong, ở trên thôi. Em này ở trong còn cứng cáp nè. Ừ, da đẹp hết nha mấy anh chị. Cái mặt này nè ha, cũng láng o. Khoen khóa thì còn vàng đẹp nè. Rồi, em này không có chơi một cái gì hết mấy anh chị. Rồi, cái khóa này thì liền luôn mấy anh chị. Dây xích còn rất là đẹp. Ôi em này còn đẹp lắm anh chị ha. Đồ mới nó cũng còn được lắm. Rồi, à cái nắp này mấy chị mình sẽ đậy lại hai cái, nhấn hai cái nút bấm này ha. Cứng nhắc à. Rồi, cứng cáp dữ lắm anh chị ơi. À, em này là cao 17 ngang 30, em bán 1 triệu 2 mã 082. 1 triệu 2 mã 082 mấy anh chị ha. Em qua mẫu. Một em bờm ngựa mấy anh chị, phối với lại da của Nina Ricci. Đây, tách hiệu đây ha. Tách hiệu là Demi hai màu nè. Rồi, cái này trên đây đẹp quá, phen phá nè. Cái phần trên đây, người ta cũng có dập Nina Ricci là cái màu vàng luôn này ha. Cái màu vàng này thì nó mờ mờ mấy anh chị, nó không có phải là sáng cho. Rồi, dây là da bò ha. Cái dây thì nó có bị móp móp với cái phần da này chút nè. Giống như người ta điểm mềm ha. Không có phải là cứng nhắc luôn. À, dây là bản một phân cứng phân rưỡi à. Đây khoen khóa thì cái này được thôi, không có bằng ở dưới bên này, không có bằng hình như dây này, không biết đúng của nó không. Cái dây thì em cảm thấy nó không có được đẹp nha mấy chị. Đây, dây nó không có mới, 80% thôi, không mới keng ha. Dây này mình đeo vai thôi, đeo vai sát tay như vậy. Cái phần này nè là láng o hết nha mấy chị, em không thấy nó xước tay dướng tay gì hết trơn nha. Đây, đúng rồi đó mấy anh chị, em thấy nó láng hết luôn nha. Gốc đi, gốc thì có trầy khờn nè mấy anh chị. Cái phần gốc chỗ này ha, có trầy khờn da nè. Rồi, cái đáy túi này thì đẹp nè, trầy khờn cái phần nắp. Rồi, bên hông thì cũng có vài vết nè. Đây, bên hông này đẹp. Đáy túi thì cũng có vài vết trầy trầy thôi. Mặt sau có cứng da, có vài vết trầy luôn mấy anh chị. Không phải là mới ken, không láng o hết nha ha. Có vài vết trầy khờn. Khoen khóa thì coi như được rồi nè. Mặt này đi, có một cái ngăn. Mặt sau có một cái ngăn. Rồi một nắp miệng này ha. Phơm đẹp, phơm còn cứng cáp dữ lắm. Đây, bên trong em này hai ngăn rộng quá trời. Ở trong là lót vải in hiệu hãng mấy anh chị, Nina Ricci. Cái chữ tắt NR ha. Đây, cái tắt hiệu đẹp dữ luôn, Nina Ricci. Cái phần nắp này là da bò ha. Khoen khóa em này bên trong thì cũng còn được mấy anh chị. Có bạc bạc chút xíu nha.
khóa bên trong nè, một cái khóa phụ, khóa giọt nước mấy chị. Rồi khóa thì ngon lành rồi nè, cái tách hiệu rất là đẹp, tách hiệu ở không có trầy khờn luôn nha mấy anh chị. Kim loại vàng một ngăn, bên đây một ngăn, có một cái ngăn nhỏ này ha. Rồi một cái khóa giữa, khóa giữa cũng là khóa giọt nước nè, khóa ngon lành mấy anh chị ơi. À, lót sạch đẹp nè, vơm còn cứng nhắc luôn. À, da thì không mít tinh, da có vài vết trầy cấn mấy anh chị ha. Cái phần bờm này thì đẹp nè, cái mặt trước này em này là da còn cái phần bờm này nó láng o nè mấy anh chị, nó không có bị cái lỗi gì hết nha, đẹp lắm đó. Mặt sau dây, dây thì cũng có móp méo chút xíu, móp da. Một em hiệu của Pháp, size của em này là cao 18, ngang 23, ngang miệng 23, ngang đáy là 26, 5 đáy 5 phân. Em bán 900 mã 08H mấy anh chị, 900 mã 08H ha. Rồi em qua mẫu, em bồng ngựa nữa luôn. Em này là của Kappashi. Trời ơi em này cái phần kim loại nó mê mấy anh chị, coi nó vàng nè ha. Em này thì có vài vết nha mấy anh chị, mình rào vô sẽ bị xước xước tay ha, là có mấy cọng tóc lưa lên đó ha. Kim loại thì vàng, đây cũng được lắm, ít lắm mấy chị, có một vài vết thôi. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến cái túi đâu nha mấy anh chị. Đó thì em báo đầy đủ thôi chứ nó không có ảnh hưởng, nó không có bị bung trúc gì đâu ra ha. Em này cái phần này da thì còn đẹp nè, có một cái vết cấn rất là nhẹ. Đây cái này láng o nha. Ồ có một cái vết ngay chỗ này chứ, cấn phơm nè. Đây bên hông hiệu nè mấy chị, khoan khóa em này vừa đẹp dữ luôn, vàng khè luôn ha. Hiệu hiệu trên này, bên hông thì cái phơm còn cứng cáp nè, bên đây cũng đẹp luôn. Đáy túi thì cái phơm không được thẳng lắm, đây có hơi bị móp phơm chút xíu nè. Mặt sau em này có bị hơi móp phơm nha mấy anh chị. Đây dây, dây là đeo vai thôi, cái dây cũng không có được đẹp lắm nè, dây nó có bị đây, nó hơi bị không có được thẳng da này ha. Đeo vai bản dây là 1,5 phân, 2 phân mấy anh chị, hơi to. Rồi mặt sau không có ngăn, mặt trước rồi em này cái phần trước cũng rất là đẹp, ăn tiền ở phần kim loại này ha, vàng ánh luôn, vàng khè á. Rồi em này cũng y như cái em kia là lót vải hiệu Kappashi. Đây cái tách hiệu Kappashi, ở trên đây cũng là da thật, cái phần da trên này nè rất là đẹp luôn mấy chị, không trầy khờn bóng láng luôn. Đây cái tách hiệu có một cái khóa, khóa cũng là khóa giọt nước, khóa ngon lành mấy chị, là lót vải rồi thấy ngon rồi. Đây một ngăn, hai ngăn, bên đây có một cái ngăn rồi, rồi một cái khóa giữa, nó y như cái em vừa rồi luôn ha. Khóa cũng ngon lành mấy anh chị. Bên trong sạch bóng luôn mấy anh chị, sạch đẹp. Em này thì cái độ mới em này thì em thấy là cái độ trầy xước này kia thì tốt hơn cái em kia, không có bị trầy xước nhiều như em kia ha. Form dáng em này cũng rất là đẹp luôn, đeo vai mấy anh chị quá trời nó sang. Em này thì em cho là 85, em kia thì 80% ha, độ mới. Cao là 18, ngang là 24, đáy 5 phân. Em bé em này là 950, mã là 080, 950, mã 080. Toàn là hiệu xịn không mấy chị ơi. Rồi, em tiếp tục. Đây, một em độc lạ mấy chị. Ồ, em này nó lạ lùng rồi mấy chị. Lần đầu tiên có luôn nha mấy chị. Em này thì nó không phải là da, mà là lông thôi mấy chị ha. Lông chim công á. Đây, rồi người ta sẽ ép cái phần lông này lại ha, là cái lớp nhựa nè. Bỏ mà anh chị thấy coi, nó đều nè mấy anh chị, người ta làm nè ha, nó đều trưng nè ha. Trời ơi sắp xếp đẹp dữ luôn nè. Khoen khóa thì đây hình như là hai màu, đờ mi hai màu, ở trên đây là trắng, ở dưới là vàng. Khoen khóa còn đẹp lắm nè. Dây cầm là da bò, cái này cứng ngắc ha. Có điểm sắt rồi người ta bọc cái da cứng ngắc luôn. Khoen khóa thì cũng có trầy khờn. Bên hông là mình sẽ thấy rõ nhất là cái phần lông người ta sẽ ép nhựa đó ha, thấy hơn. Còn ở bên đây mình sẽ không thấy được mấy chị, mình sẽ chỉ rờ láng o vậy thôi chứ nó sát do hết ha. Bên hông thì nó sẽ có giống như là phiều phiều ra, mình sẽ thấy được. Dây là dây xích như vậy. Đây cái dây này cũng đẹp mấy chị, sáng trưng nha, lạ lạ, nó không có bị nặng trịch nha. Không có ngăn ha. Rồi một cái khóa như vậy, em này thì nó láng o rồi mấy chị, nói chung nó không có thấy cái lỗ thì cũng không thấy gì luôn ha. Mở sao đây. Rồi bên trong, đúng rồi, ở bên đây thì mình sẽ thấy được là cái phần vải bên này nè mấy chị, là vải phi, nó sẽ không mới. Nó nè, đây nó có những cái nhăn 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 da này ha, cái miếng này cũng không mới, cái nắp cũng không mới thôi, nhật chắc rồi ha. Tắt nè. Rồi bên trong đây, cái bên hông nó làm vậy nè mấy chị, người ta sẽ có may là cái vậy. Rồi bên hông
Rồi có một ngăn trước nữa chứ. Đây một ngăn nữa ha. Bên trong một ngăn và một cái ngăn phụ. Đây một ngăn nhỏ nữa ha. Giải phi bóng mấy anh chị ha, màu cam. Đó, nó một ngăn như vậy. Nó có chiều ngang. Khóa nó gài ha. Đây, đúng rồi, gài ngang lại mấy anh chị. Khóa còn rất là đẹp luôn nha. Nó lạ mấy anh chị ha. Đó, rất là lạ luôn. Rồi, phơm thẳng băng như vậy ha. Đeo vai thôi. Rồi, độc lạ mấy anh chị, có 102 ha. Không có luôn mấy anh chị. Cao là 15, ngang là 31. Em bán em này là 450, mã 908. 450. Mã 908. Đây, mấy chị thấy nó là một phần nó láng này ha. Đó. Nó tươi lắm nha. Em qua mẫu. Rồi tiếp một em bờm luôn đó mấy chị. Là em này là màu xanh xanh đen ha. Đây cũng là bờm ngựa. Em này là của Valentino mấy chị. Cái phần này thì nó cũng có vài vết nha mấy chị. Nó cũng không phải là lé o, nó cũng có trầy. Ý không phải nó có bị xước xước tay mình đó ha. Đó, mấy cọng tóc đưa lên. Đây, rồi, em này thì cũng không mới ken mấy anh chị. Em này cái phơm nó bị cấn phơm cái phần đáy túi nè. Cái phần này em không thấy mới nè, nó có trầy cấn nè. Bên hông thì da đẹp nè, còn xanh đẹp ghê nè. Xanh không có trầy khờn. Đây, mặt này thì cũng có trầy khờn. Bên hông nó đẹp da hơn, nó không có trầy khờn. Góc đi, góc thì lại không có trầy khờn. Đây, cái mặt này thì có nè, mặt sau lãng o. Mặt này có mấy anh chị, bên đây cũng không thấy nè. Dây này có tăng giảm nha mấy anh chị. Mình có thể xách tay và để dài hơn nữa ha, đeo vai. Rồi dây thì nguyên zin của nó rồi. Bản dây là 2 phân. Dây thì còn cứng cáp nè. Khóa phen gì nữa đây. Cái này thì hình như là cũng là hai màu mấy anh chị, nhưng mà nó có không có mới, không em thấy không có sáng trưng luôn ha. Valentino rồi cái gì Rudy gì Italy. Không có ngăn ngoài, một khóa. Bên hông trước đi, bên hông cái này là người ta làm như vậy. Đây, hai cái miếng da cứng ngắt rồi ha. Rồi, cái dây người ta sẽ làm vậy. Em này cái kiểu bên hông nó lạ lạ. Rồi, nút bấm mấy anh chị. Bên trong. Bên trong nó có dơ nha mấy anh chị. Đây, có một cái đường dơ này ha. Lót giải màu xanh, in hiệu hãng nè. Bên đây cũng có dơ. Đây, cái tát hiệu bên đây. Rồi, cái da thật màu xanh. Có một cái khóa IKK nè. Khóa này thì nó hơi bị nặng tay chút xíu nè. Cũng ngon, ngon mấy anh chị, phải ít kéo hả sao. Cái trỏ về thì nó im hơn. Một ngăn. Bên đây có một ngăn nữa. Em này là nói chung là có dơ phần lót ha. Cái một cái ngăn giữa này là không có khóa kéo, chỉ là cái ngăn thôi. Cái ngăn này cũng rộng lắm. Đây bên hông. Em này thì rộng quá trời rộng cái phần đây, bên hông này ha. Nó giống như là hai cái túi vậy đó. Rộng dữ luôn. Phơm thì đẹp. Phơm này nó cao. Khóa thì ngon lành. Đây. Người ta làm cái phần này thì mình nhìn cái túi nó thấy nó gọn ha, nhưng mà thực ra cái túi nó đến đây. Độ mới em này không cao, 80% thôi mấy anh chị. Size của em này là cao 20, ngang là 22.5, đáy 7 phân. Em bé này là 650, mã là 088 mấy anh chị. 650, mã 088, giá rất là mềm mấy anh chị ha. Bờm ngựa phối với lại da bò, em qua mẫu. Đây, một cái em này. Nó này giống cái cốp mấy anh chị ha, cái cầm tay, miệng cốp, da đà điểu thật, màu đen. Cái size em này thì nó gọn gọn mấy anh chị, nó đẹp đẹp lắm ha. Em này cái đà điểu này thì nó nhỏ 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 thôi nè ha, nó đều hết trơn luôn. Em này em thấy nó mới nha. Đây, nó đen nè ha, cốp này mấy anh chị không có một cái trầy khờn gì luôn. Cái phần kim loại này thì em lại không thấy mới. Đây, nó có cũ, da thì lại còn rất là đẹp. Đây, không sáng trưng mấy anh chị ha, hình như nó có tróc tróc màu nè, nó có trầy khờn này ha. Rồi hai mặt nó là như vậy. Rồi mình sẽ mở cái miệng này ra. Nó có hai cái miếng này để giờ mình mở ra mấy anh chị ha. Có cái nút bấm nha bên trong. Đây, bên trong em này là lót hình như là màu xanh mấy anh chị ha. Lót nhung màu xanh. Cái phần lót này cũng còn đẹp lắm nè. Sao thấy nó còn mới lắm nha. Còn đẹp lắm. Đó, nó chỉ như vậy thôi mấy anh chị. Nó không có cái khóa, không có cái găng gì nữa hết ha. Đó, rồi mình sẽ bấm nó lại như vậy. Cũng cứng nhắc rồi ha. Đây, nó rộng thôi. Rồi, mở ra đằng dày. Rồi cái phần này nè mấy chị, cái miệng nó thì nó còn đẹp lắm ha. Cái vòng của nó còn đều lắm nè ha. Miệng cớp nè, cứng cứng, nhưng mà cái này cứng vừa thôi, không có bị là cứng ngắc như là cái miệng cớp của túi. Rồi, đà điểu thật mấy anh chị ha. Size của em này là cao 16, ngang là 27, đáy dày 12. Em bán 500, mã 08W mấy chị. 500, mã 08W, da không có lỗi mấy anh chị ha. Em qua mẫu. Một em da ghép mấy anh chị, da kỳ nhông ghép, cái màu nó đẹp quá.
À, nó có một cái vết vết cứng phơm ở chỗ này ha, hơi bị sâu mấy anh chị. Rồi da kỳ nhông ghép nè, phối với lại da bò màu đen, à, cái gam màu nó thì đẹp, cái tươi mấy anh chị. Da bò thì đẹp nè, gốc thì có trầy khờn ít lắm mấy anh chị, bên đây không thấy. Rồi có trầy khờn rất là ít. À mặt này, à, ngay chỗ này hình như nó có một cái vết gì nè, có một cái lằn vậy ha. À, cái phần da bò đen thì còn bóng đẹp lắm nè, cái dòng da này nó sẽ mềm mấy anh chị. À, dây cầm à, là bản 1/2, à, còn cứng cáp, à, cái dây còn đẹp lắm này ha, dây đôi khoen khóa thì còn được, có trầy khờn mấy chị, nhưng mà còn rất là sáng luôn, sáng trưng luôn ấy ha, sáng o. À, hai mặt như nhau, không có ngăn gì nữa hết trơn á, cái màu nó đẹp dữ lắm mấy anh chị, nó tươi đây, tươi mà nó đầm nha, chứ không có nổi, không có bị đỏ. À, một phần miệng cớp và hai ngăn ở trong, để coi cái gì đây. Ồ, thấy ngon lành rồi nè. À, bên trong là lót da BU mấy anh chị ơi. Cái phần này là xanh đen, à, xanh đen ha, đen đây, đen mấy anh chị ơi. Là da BU nha. Cái trên này là da thật nè, da bò thật. Cái phần này da bò thật ha. À, cớp thì còn được nè, cái phần bên đây nó cũng còn được. À, em này rộng rãi, à, có bị nhạt nhạt thôi ha, không có trầy khờn nhiều. Một cái khóa, khóa gì cà ca, khóa ngon nha mấy anh chị. Đây, khóa ngon. Cái này là bên đây là một khóa kéo, bên đây là một ngăn nữa thôi ha. Là miệng cớp. À, rộng rãi nè, à, cái phần miệng cớp, cái phần da này đẹp. Rồi cái khoen khóa cái gì chỗ này nè, còn sáng lắm mấy anh chị, đẹp ở chỗ này nha. Đây hai ngăn luôn ha, hai ngăn này lại được rộng rãi nè ha, và nó sạch nha. Em thấy nó rộng dữ không, hình như là nó rất là mới nha mấy anh chị. À, nó không có bị trầy khờn giống như cái ngăn giữa, ý không phải không có bị trắng trắng vậy đời như như ngăn này ha. À, hình như này ở trong đây còn được lắm, sạch sẽ lắm. Rồi da bò rất là đẹp luôn nè ha, cái phần màu đen da bóng ngời nè mấy anh chị. Đây cái túi nó sẽ mềm mại lắm ha. Đó. Ô màu đẹp quá, size cũng đẹp nha mấy chị, size này nó vừa vừa, cao 20, ngang miệng là 27, mà ngang đáy là 29. Này em bán là 700, mã là 08C, 700 mã 08C mấy anh chị ha. À, một em thuộc dòng da độc lạ. Rồi em tiếp tục, em này là da cá mập phối với lại da bò. À, cái màu này thì nó tối tối mấy anh chị, cái màu này nó gì ta, mà nó nâu nâu hả, đây nâu nâu đỏ vậy mấy anh chị, nó có đỏ ha. Rồi cái phần này là da bò này ha, cái màu này sẽ tươi hơn cái phần da cá mập. À, đây người ta cũng ghép nha mấy anh chị, à, may xéo ha, cái đường này là da bò này ha, đó, còn cái đường này là da cá mập nè. Đó. Rồi cái da thì nó không có lỗi da mấy chị, cái phần da cá mập này ha, nó dày và nó đều hết trơn này ha, em không có thấy cái lỗi gì. À, cái phần da bò này thì nó cũng có trầy trầy sự cấn da mấy anh chị, độ bóng em này thì không có, cái phần da bò này nè nó không bị, nó không có bóng, nó mờ mờ thôi mấy anh chị. Bên đây rồi em này cái phần này không có lỗi da, chỉ là không có mới ken, mà em cảm thấy nó không mới. À, em cho nó chừng 80% thôi mấy anh chị. Khoen khóa thì nó có mù mờ, có trầy khờn, có mù mờ. Đây, cớp thì đẹp. Em này là đeo vai được nè. Bản dây là 1/2 mấy anh chị. Cái dây thì còn cứng cáp lắm này ha. Dây da bò được dày dặn lắm, còn cứng cáp. À, cái size em này thì cũng đẹp nè mấy anh chị. Nó to to nha mấy anh chị. À, đây, cái hình nó để em nhìn coi. Ôi, màu nó y chang mấy anh chị ơi. Không có lỗi da nha mấy anh chị. Chỉ không mới ken thôi ha. Khoen khóa, đây. Rồi không có ngăn ngoài ha. À, cũng là một cớp và hai ngăn mấy anh chị. Đây bên trong, ôi ơi, lót da BU luôn mấy anh chị, nó sạch bóng luôn vậy ha, màu nâu. À, em này cái phần lót lại rất là đẹp luôn, sao mới dữ vậy, nó để còn đẹp lắm mấy anh chị, nó láng o ha. À, có một cái gì trắng trắng cho này chứ không, à, không thấy trầy khờn. À, khóa IKK, một khóa IKK nè. Rồi có một cái khóa thôi mấy anh chị, cái miệng cớp nó rộng bên hông, ôi đẹp nha, nó có trầy một cái đường đây nè, nhạt nhạt da đó. À, miệng cớp cái phần kim loại này thì nó cũng mờ mờ trắng bạc á mấy anh chị, nó mờ mờ nha, không sáng tròn ha. Phần này miệng cớp, miệng thì sát do luôn. À, ngay chỗ này nó có trầy nha mấy chị. Rồi đáng lẽ mình đưa đi đây, hai ngăn bên đây, bên đây cũng đều là lớp da BU màu nâu ha. À, đúng rồi, em này không mới nha mấy anh chị. Đây ngay chỗ này nó có trầy cái phần da của cái miệng cớp đây, nó sẽ thấy cái phần kim loại á mấy anh chị ha, nó trầy cái da. Ồ, cái miệng cớp thì được, cái đường may rồi này kia còn đẹp mấy anh chị, không mới ken, 80% trở xuống thôi mấy anh chị ha. Em này em để giá mềm lắm. À, cao là 19, ngang là 29. À, em bán 450 mã 083.
450, mã 083, da cá mập, da độc lạ. Rồi em tiếp tục. Một em cũng là cái gì, bờm ngựa phối với da mấy chị. Em này thì mình đeo vai dài nè ha. À, cái phần bờm ngựa này thì nó chỉ có nhiêu đây, với lại cái nắp thôi ha. À, cái phần da bò này còn đẹp dữ luôn mấy chị, nó bóng ngời. À, gốc em này thì đi, à, không có trầy khờn luôn nha. Đây gốc đái là thấy đẹp nè, mặt trước ha, mặt sau. À, da cũng còn bóng lưỡng luôn mấy chị, da bò hạt nè, nó bóng ngời luôn ha, không có một cái vết gì nha mấy anh chị. Rồi em này là đẹp cái phần da nè, rồi cái phần kim loại sáng trưng luôn, rồi còn được lắm mấy anh chị, nó không có trầy khờn luôn, nó sáng tròn luôn ha. À, có một cái nắp về, cái nắp này là bờm ngựa luôn nè ha. Em này thì cũng có những cái vết nha mấy anh chị, nó cũng bị xước xước này ha. À, cái dây là bản một phân hơn, dây đôi. À, dây cũng còn đẹp, dây là cái bản da này còn cứng cáp, còn bóng ngời luôn ha. Một cái nắp nè, bên trong à cũng là miệng cớp mấy anh chị. Ô em này rộng lắm luôn nè. Đâu rồi, sao rồi, rồi. À, bên trong là lót da BU mấy anh chị ha. Cái miệng cớp này thì nó vừa vừa thôi, nó không có rộng lắm, nó chỉ rộng cái phần dưới đây, dưới đây nó rộng ha. À, cớp thì còn đẹp nè, cái phần lót anh thấy nó còn rất là được nha, mới. Có một cái khóa, khóa IKK nè, một khóa, bên đây là một ngăn nữa ha, là cái này là cái miệng cớp nè. À, cái phần kim loại này còn đẹp lắm nè. Trời ơi, miệng cớp đẹp lắm anh chị. Da này nè, da cái da này nè, nó bóng ngời luôn ha. Bên đây một ngăn, bên đây một ngăn nữa ha, cũng là lót da BU. Rồi mặt trước có một cái ngăn nữa nè. À, sạch đẹp hết rồi nè, em này không có lỗi gì hết luôn mấy anh chị. À, còn đẹp lắm luôn. Ngay chỗ này sao nó có cái trắng trắng gì đây cái nha. Đây, không biết là dính cái gì hay là sao. À, cái này là cái nút gài này ha. Rồi, ngon lành. Ôi, đeo vai, em này đeo vai dạng kẹp nách mấy anh chị đẹp ha. Đeo vai dài chút chứ, kẹp nách thì dây nó sẽ ngắn hơn. Đồ mới em này được lắm luôn. Bờm ngựa mấy anh chị ơi, xài phong thủy đi mấy anh chị. À, mã đó thành công ha. À, cao là 20, ngang miệng là 24, ngang đáy là 31, đáy 6 phân. À, em bé này là rẻ lắm luôn, 650 mấy anh chị. Mã 08D, 650, mã 08D. Đây, một em bờm ngựa phối với lại da bò ha. Em tiếp tục một em đà điểu mấy anh chị, màu đen. À, phơm hộp cứng cắt luôn ha, phối với lại cái này là da bò thôi. Cái dây này để em coi nó nguyên zin không. À, cái phần dây này thì nó có hơi mất mất cái phơm chút xíu mấy chị ha, nó không có được đều lắm thôi. À, nhưng mà nó còn cứng dữ lắm luôn, cứng cáp dữ nè ha. Đây, cái mặt trước em này, cái phần này đẹp lắm, da này đều ha, cái lỗ chân lông này nó to, nó đều luôn. Rồi khoen khóa thì cũng trắng nhưng mà em thấy nó có tróc màu, tróc xi. Bên đây cũng vậy nè ha, có tróc cái phần này. Rồi cái này là cái phần này thì nó đẹp hơn, màu vàng hơn, cái phần này thì em thấy nó có trắng trắng hơn ha. Gốc đái đi, em này thì lại được cái phần gốc đái không có mày mòn da, đái túi thì đẹp, em này quá trời rộng luôn. À, bên hông da đẹp nha mấy anh chị. Đây rồi, hai mặt đều đẹp da hết ha, chỉ kim loại không được sáng. Có một cái ngăn mặt sau, bên trước là một cái nắp, bên trong mấy anh chị, bên trong. À, em này là lót da thật luôn nha mấy anh chị, cái phần này là da đà điểu luôn ha, cái nắp. Còn bên trong là da thật luôn, không mấy ken thôi, có củ mấy anh chị ha, có xài, có sử dụng, nó có trầy khờn đấy ha, nó có trắng trắng nữa. Rồi có một cái khóa, khóa IKK nè, khóa ngon lành. Rồi một cái ngăn nữa ha, một ngăn bên đây, bên đây một ngăn nữa, túi rất là rộng luôn. Đây đáy túi nó dày, đây phơm nó cứng ngắc nha mấy anh chị. Rồi phơm thì cứng cáp. À, phần kim loại không được đẹp thôi, không sáng trưng thôi. Phơm đẹp quá. Bên đây một ngăn nữa này ha. Đây cũng là lót da mấy anh chị, là da thật. Size của em này cao 19 ngang 27, em bán 950, mã em này là 08Q mấy anh chị. 950, mã là 08Q mấy anh chị ha. À, một em đà điểu. Rồi, em qua mẫu ha. Em này là da dập vân thôi mấy anh chị, màu nâu. À, dập vân xấu ha. Dây cũng là da dập vân luôn. Dây này là có thể ăn giảm nè. Đây, mình có thể mở cái nút này ra để nó dài hơn ha. À, dây bản là 2 phân. À, dây đẹp lắm. À, cái da em này thì nó vừa thôi mấy chị, nó không có cứng đơ, dẻo mềm đẹp lắm. Rồi cái phần kim loại này rất là mới, em này độ mới cao nè ha, phần kim loại này vàng sáng. Rồi cái này đẹp quá, cái
cái phần khoen khóa này đi. Cái phần khoen khóa này thì nó không bằng cái phần này đẹp hơn. À, gốc đây cũng đẹp nè. Đây mấy chị, gốc đẹp, đáy túi đẹp. Thôi cái phần da này rất là đẹp luôn. Là da bò dập vân thôi mấy chị, không phải là xấu thật ha. Đây cái da nó đẹp, dẻo đã lắm. À, có một cái nắp ha, mặt sau không có ngăn. Dây là dây dính liền mấy chị ha. Mở ra, ôi em quên bấm mấy chị. Đây, cái khóa của nó làm vậy. Thì mình đè xuống nó kêu cái cốp. Hai cái này nó sẽ mở ra ha. Rồi, khi mình mở thì mình bóp lại. Mình mở ra. Đây, bên trong lót nhung mấy chị. Đây, nhung màu nâu. Em này quá trời rộng luôn. À, 3 ngăn luôn ha. Đây, 1 ngăn. Ở trong là vải. Đúng rồi, cái mặt trong này ha là vải, đây là nhung nè. Ồ, có một cái khóa nữa chứ, khóa IKK nè. Đây, cái ngăn này là vải nè mấy anh chị ha, vải màu xanh, xanh đen. Bên đây là một ngăn to nữa nè. Bên đây một ngăn nữa ha. Em này cái phần lót nó đẹp dữ luôn, sạch sẽ mấy anh chị. Cái phần này hình như nó có hơi bị cứng á. À đúng rồi mấy anh chị, nó sẽ cứng cái phần da này nè. Đó, nó có cái lằn ha. À, như mới nha mấy anh chị, rất là đẹp luôn. Đâu rồi sao rồi, đè xuống cái. Đó, là rộng quá trời luôn. Em này thì cái size nó cũng to to nè mấy anh chị. Rồi, size của em này, phơm cứng ngắt mấy anh chị. Cao là 16, ngang là 31. Em bán 600, mã 08. 600, mã 08 mấy anh chị ha. Em này rất là mới luôn. À, 95% có nha mấy anh chị ha. Em qua mẫu một em. À, màu nâu mấy anh chị. À, em này thì mình mới nhìn ha, thì mình tưởng nó là một cái chiếc túi bình thường thôi, nhưng mà thật ra nó không có bình thường mấy anh chị. Em này là da cừu ha. À, cái phối với lại là phối với lại da rắn. À, da trăng này ha, cái con trăng này nó cũng to dữ à. Cái vảy nó này mấy anh chị màu nâu. Đây em này nó có cái tát da là da cừu đây này mấy anh chị. Đây nó mỏng lắm mấy anh chị, và nó đẹp, nó mịn dữ dằn luôn ha. Đây người ta để là da cừu này ha. À, đây da nè, trụ nó như nhung vậy mấy anh chị, rất là đẹp luôn. Đây mấy anh chị nhìn á, cái sớ da của nó ha, nó sao ta, nó nhuyễn mức hả mấy anh chị, nó láng vậy đó ha. Mà em này đồ mới cũng rất là được luôn nè, gốc em thấy đẹp lắm luôn, đáy túi thẳng băng. À, cái da này không có lỗi da mấy anh chị, láng o luôn ha. Bên đây là cái này là da trăng, cái này là có một cái miếng da đắp lên nữa nè ha. À, cái này đây, cái tua rua là da thật. Cái phần kim loại này sáng trưng. À, khoen khóa em này đặc biệt là mấy anh chị, rất là đẹp luôn, như mới luôn. À, dây cầm da nó mềm mềm vậy ha, cái dây người ta cũng làm mềm mềm thôi. À, em này mới dữ lắm nha mấy anh chị. Có một cái nắp này ha, là cái nắp da trang, cái màu này hình như là nó nhạt hơn ha. Bên đây ở trong là vải mấy anh chị ha, cái mặt này là da luôn nè, cái này là vải, trong đây là da. Ồ em này đã quá, cái phần kim loại nó sáng dữ luôn mấy anh chị ơi. À, bên đây có một cái khóa nữa nè. Rồi, lót vải đẹp, vải dù bóng láng này ha, khóa ngon lành. Bên trong rộng nữa nè, có một cái khóa kéo và hai ngăn. Đây có tách hiệu bên trong mấy anh chị. Đây. À, gì nè, Yoto vậy đây. Có cái này của chẳng của Nhật rồi mấy anh chị ha. Cái tách hiệu vải màu tím. À, bên đây là có một cái khóa nè. Em này ở trong là như mới rồi ha, như chưa sử dụng mấy anh chị. Bên đây một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Cái này là cái ngăn khóa này ha. Ở đây không có để mắc in ở đâu mấy anh chị. Một khóa rất là ngon. Rồi bên đây một ngăn này ha. Bên đây một ngăn. Cái ngăn này nó sẽ to hơn. Cái ngăn bên này nó sẽ nhỏ hơn. Đó, nó khác chút xíu mấy anh chị. Rồi đúng rồi nè. Cái này nó sâu qua bên đây. Rồi người ta làm cũng lạ lắm nha. Đây rồi. Da em này là như mới rồi ha. Quá trời xinh. Không có dây đeo mấy anh chị. Mình chỉ xách tay đeo vai như vậy thôi ha. Cái da nó bóng nè mấy anh chị. Đó. Quá trời đẹp, da mềm đã lắm, rất là mềm luôn. Da cừu cao là 18, ngang là 33, mà đáy 10 phân. Em bán hôm nay là 550, mã 708. 550, mã 708. Một em da cừu màu nâu. Em qua mẫu ha. Một em da kỳ nhông màu đỏ. Đây, trời ơi nó đẹp nữa nè mấy anh chị. Nó bóng nha, da kỳ nhông đặc biệt nó bóng mấy anh chị, nó đã dữ luôn nha. À, em này đây, da nó thì em có thấy là có những cái vết hơi bị đen đen chút xíu mấy anh chị. Đây, nó hơi hơi thôi nha, mà không biết chùi nó ra hay không.
Ồ nó bóng nè, mấy chị rỡ đã lắm ha. Cái dây cầm em này còn cứng cáp dữ lắm luôn. À ở dưới vẫn là da bò, ở trên là da kỳ nhông, mặt dưới là da bò. Em này khoen khóa còn sáng trưng luôn, rất là đẹp luôn. À gốc đây thì nó cũng có, đây hình như em thấy nó cũng có hơi bị xíu hả mấy chị. Rồi bên đây là không có luôn ha, bên đây thấy có hơi chút xíu cũ cũ giống như vậy đó, nó không mới được giống như vậy thôi. À gốc đá thì nó không có thẳng, cái da này thì nó lại là mềm lắm. Da này nè, đây mềm rồi, em này gốc đáy lại được luôn mấy chị, nó có vài vết nè, đây có một cái vết này ha, rồi dưới này đã láng nè, rồi có một vài vết xước vậy thôi ha. Ồ quá trời đẹp cái màu ha. Rồi bên trong mấy chị à cũng có miệng cớp và hai nhăn, em này lót có vấn đề miệng cớp hai nhăn nè, ở bề ngoài nó đẹp quá trời nha, đẹp lung linh long lanh rồi. À, lớp phun sơn khô mấy anh chị, phun sơn khô nha, nó không có sao hết rồi, nó khô queo gì mấy anh chị, nó sẽ không có bớt dính, không có dính bệt lại rồi dính quần áo này kia ha. Đó một ngăn này nó mất móc mấy anh chị. Bên đây có một cái khóa khóa IKK, khóa nó hơi nặng tay chút xíu, đây mình phải sẽ lao lại ha, đó nó mất móc vậy nè đó, nhưng mà được có cái là nó không có bớt lại đâu rồi. Khá được cũng được anh chị. Đây là miệng cớp ha. À, cái miệng cớp thì lại còn lại không có trầy khờn. Đây, cái phần kim loại này đẹp lắm. Rồi, cái này người ta cũng bọc da kỳ nhông nè. Cái này đẹp quá. Đây một ngăn, hai ngăn này mấy anh chị ha. Rồi, em này coi như lỗi lót rồi ha. Đây đây một ngăn nữa là giá bán của một em lỗi lót mấy anh chị ha. Đó, nhưng mà mình vẫn xài bình thường. Rồi, phơm dán bên ngoài ha, dây cầm rồi mấy anh chị nó rất là cứng cáp. Kim loại sáng trưng luôn. Ồ ơi nó xịn, nó đẹp. À, cao là 19, ngang miệng là 25, ngang đáy 27, đáy 8 phân. Em bán 450 mã 08A. 450 mã 08A mấy anh chị ha. Em qua mẫu. Rồi em này em cũng sale giá đây. Em này thì nó khác một chút là cái phom dán em này nó phom cứng. À phom này thì à cái size chứ cái size này thì đẹp hơn. Size này rất là đẹp gọn nè mấy anh chị ha. Phom cứng ngắc luôn. Em này thì có lỗi là lỗi cái phần dây. Đây, cái dây này mấy anh chị. Đây nó bị gãy nha, đây cái phần da bên ngoài rồi nó sẽ không có bị gãy ra luôn mấy chị, tại vì mặt trong là nó còn có da bò này, nó chỉ bị gãy cái phần da bên ngoài thôi ha, nó bị cứng 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 kiện đó, rồi cái phần da này nó giòn á mấy chị. Đây bên đây một vết nữa ha, đâu rồi, ủa đây nè, đây nè mấy chị ha, đây nó có đen đen, nó có gãy ngay chỗ này. Rồi khoen khóa thì màu vàng cũng có trầy khờn còn sáng trưng. À, hai cái mặt này thì đẹp dữ luôn. Em này thì cái mặt này ha, lại láng o không có một cái vết gì luôn nha mấy anh chị. Láng o luôn. Trời ơi bên hông nó đẹp nè. Đẩy túi. Rồi gốc cũng không có thấy trầy khờn. Ô em này còn rất là mới mấy anh chị. Nó chỉ bị duy nhất cái lỗi là cái da tay cầm nha ha. Bên trong. À, trời ơi lót nhung. Ủa da luôn. Đây. Trời ơi đẹp dữ luôn. Cái miệng cớp nè. Cái phần kim loại này em thấy cũng còn đẹp lắm nè. Rồi bên trong. Hết hòn chưa? Đây, ồ bên trong là lót da thật luôn mấy anh chị, là da thật luôn ha, màu đỏ nè, một ngăn, rồi nó dày cui à ha, một ngăn bên đây, là có cái khóa IKK nè, khóa vàng lắm nè, một ngăn, đây có cái gương, đây có một cái ngăn nhỏ nè ha, cái gương, rồi cái ngăn này nó rộng rãi, nó láng o luôn, à, miệng cớp nè, rồi cái phần hông này ha, người ta làm lại rất là đẹp mấy anh chị, đây nè, không xấu xí chút nào luôn. Đây rất là khéo đẹp luôn. À, bọc da kỳ nhông luôn. Ồ em này cái tiếc quá. Cái dây cầm. Bên đây hai ngăn này ha, nó đỏ rực luôn. Ồ đỏ cùng tông hết trơn. Đây chỗ này nó có một cái cày mấy chị ha, của cái nào là cái này là cái gì đây? À cái phần kim loại này nè, nó sẽ để vô đây nó bị có một cái vết trầy hai bên. Rồi, phơm em này nè mấy chị coi nó đẹp nè. Nó đứng phơm như vậy ha, xài cưng á. Rồi em cũng sale giá em này ha. Cao 20, ngang là 24, đáy 8 phân. Em cũng bán 450. Mã em này là 08M. 08M 450 mấy anh chị ha. Ờ cái màu đỏ nó đẹp nè. Quá trời xinh. Em qua mẫu ha. Một em da vôi mấy anh chị. Ờ phơm này đẹp nè nha. Đây, phơm rất là gọn gàng, đẹp lắm. À em sale giá, giá mềm lắm nè. À có khóa luôn, có chìa luôn mấy anh chị ha. À rồi cái phần trên này nè, mình cảm thấy cái màu nó có bị nhạt nhạt đó mấy chị, nó có trắng trắng đi hơn so với lại cái phần này ha. Dây cầm thì còn đẹp lắm luôn. Ô em này cái da nó còn rất là đẹp nha mấy anh chị.
cái màu nó cũng đẹp nữa nè, xám. Rồi có cái này đầy đủ nè, khóa nè, khóa kìa ngon lành này ha. Còn ôi cái phần da này còn cứng nhắc luôn nè. Gốc gốc thì có mày mòn gốc cái gốc này nè chút xíu thôi, cái gốc bên đây là không có luôn. À, 5 cái đinh, cái phần này nó trắng trắng dính nước hay gì đây, nó có đậm đậm chỗ này đi không biết phải không. Bên hông em này gốc gác đồ hôn đẹp hết hết nên chị ơi, nó không có gì để chê hết trơn trời, chỉ duy nhất cái chỗ này là em thấy nó có bị láng láng da cái phần này. Mặt sau có một cái khóa nè, trong là lót nhung màu đỏ đẹp quá mấy anh chị, cái khóa nó đẹp ghê luôn nè ha, còn sáng trưng to đùng. Rồi phần kim loại còn rất là đẹp luôn, mà em này không không cũ đâu nha mấy anh chị, mà em cho nó cũng 85% á, chỉ bị ngay chỗ này mà không biết là nó tại sao, không biết vì sao. Rồi có một đầu khóa nè, một ngăn to. Trời ơi cái phần lót này nó đẹp. Rồi em thấy nó rất là mới nha mấy anh chị. Đây có một ngăn, một ngăn, một ngăn to, một ngăn nhỏ. Bên đây là có một cái khóa, à, khóa đồng bộ luôn nè, cái khóa này nó nhỏ hơn cái khóa ngoài, đẹp quá trời. Rồi thôi em này không có chê cái gì nha mấy anh chị, thật ra là không có gì để chê hết trơn nha, từ phơm dáng à, màu cũng đẹp nữa nè, da độc lạ đây. Em này không có thiết kế đeo dây nha mấy anh chị, màu xám đậm luôn ha. Rồi em này để giá mềm mấy anh chị, cao là 19, ngang là 30, đáy 9 phân, em bán là 550, mã 408, 550 mã 408, một em da độc lạ giá mềm dữ luôn. Rồi em qua mẫu ha. Rồi em này cũng sale giá luôn nè, đà điểu xanh mấy anh chị, em này cái màu nó lạ nha mấy anh chị, ít có dữ lắm luôn. Con cái là nó có bị những cái đậm đậm của cái dầu của cái dòng da này nó tiết ra này ha, nó sẽ đậm đậm vậy chứ không phải là xài bị dơ luôn nha mấy anh chị. Đây cái màu nó còn rất là tươi nha, nhưng mà cái phần gù này nó láng lắm, nó không có gồ lên to, mà mình sẽ rờ nó sẽ ít ít có gồ lên lắm anh chị. Đây bốn cái đinh, cái phần đáy này thì cái màu nó sẽ đậm hơn cái phần này ha. Em này phơm dáng cũng còn cứng cáp, đây gốc rồi mấy chị, em thấy nó được lắm nè, nó không có bị mày mòn nhiều nha, rất là ít luôn cái viền này ha. Ở bên đây nè cũng có mày mòn viền thôi, ít lắm, cái gốc thì lại không có bị, cái dây cầm của nó là như vậy. Đây nó có đậm đậm ha, đậm hơn ít nha, đậm hơn rất là ít luôn. Có một cái khóa sao khóa nhỏ nhỏ, lót ở trong cũng là nhung màu xanh. Khóa này, giờ cái này là da gì đây, cái này là da bò, cái phần này là da của cái phần này, người ta có phối màu mấy anh chị. Một khóa chính, hai đầu khóa ha, nhung màu đen, em này quá trời rộng luôn. Đây một ngăn to, một ngăn nhỏ ha. Bên đây là có một cái khóa phụ nữa nè, khóa giọt nước mấy anh chị. Em này nó có cái dải nhung thì nó dễ bám bụi, mình thấy có bụi thôi chứ không phải là dơ. Một ngăn khóa phụ nè, khóa ngon lành, rất là rộng luôn, miệng túi sâu xuống như vậy. Hai đầu khóa, khóa đồng bộ nè, cái khóa này thì nó có không đẹp nha, đây nó có hơi bị tróc tróc chỗ này ha. Đó, nó sâu như vậy. Phơm em này thì được cái cứng cáp lắm nè, phong độ vẫn còn đẹp ha, phơm cứng cáp, màu cũng đẹp nha mấy anh chị, màu ít có lắm luôn. Cao là 21, ngang miệng là 30, ngang đáy 33, dày 8,5 phân. Em sale giá là 650, mã 608, 650, mã 608, như một em da bình thường rồi nha mấy anh chị ha, đà điểu thật nha. Em màu hồng, đây cũng là đà điểu thật mấy anh chị ha. Em này thì cái này nè nó to hơn, màu nó còn tươi rối thôi, gốc thì có đậm đậm màu, đây gốc đậm đậm màu, màu em này còn rất là tươi. Cái phần đáy này là da da gì cũng là đà điểu à. Anh thấy cái phần này hơi lạ lạ, có bốn cái đinh, đáy túi thì có vài chỗ đậm đậm hay có một cái vết gì dơ hay gì đây, đá trắng trắng. Rồi cái dây cầm em này thì nó bị đậm màu hơn cái em màu xanh chút xíu, đây mấy anh chị nó hơi đậm thôi, này cũng này 8-10 nha. Da thì còn đẹp cứng cáp lắm, không có lỗi da nha mấy anh chị. Bên hông nó đẹp nè, cái màu nó còn rất là tươi. Cái chỗ này nó có đậm nhiều nè mấy anh chị, có một cái vết chỗ này luôn ha. Hai bên hông là có hai cái cưa, cái hộp, cái túi nhung, có cái gài ha, có cái miếng da gài này ha. Có một cái khóa mặt sau, rồi cái khóa cũng còn đẹp, cái miếng da còn cứng nhắc nè, nhung màu đen mấy anh chị. Dây cầm còn cứng cáp nè, khoen khóa còn sáng trưng luôn nha, không có
À, em không thấy là nó bị gì trầy khờ nhiều nha, rất là ít luôn. À, một khoác kéo miệng và hai ngăn. À, nhung luôn mấy anh chị, một ngăn to này ha. Đây, một ngăn to, một ngăn nhỏ. Bên đây là một khóa, khóa cũng là khóa giọt nước nè. Cái nhung này thì nó lại sọt sẹt. À, cái chung này nó không có im giống như là cái em kia. Đây, một ngăn lớn ha. Khóa rất là ngon mấy anh chị. Bên trong nó có cái bụi thôi. Đây, đây. Đúng rồi. Đây. Này một ngăn. À, bên này nó có bụi nha mấy chị. Cái phần nhung này em cảm thấy nó không có mịn tai, không có im tai đã luôn ha. Đó, nó hơi sọt sẹt. Đây, một ngăn nữa ha. Rộng rãi. À, cái phần da chỗ này thì còn cứng cáp dữ lắm nha ha. Rồi, cái da ngay chỗ này nè cũng còn đẹp lắm. Màu còn tươi rói nha mấy anh chị. Ôi, màu còn sáng sủa luôn. Sạch sẽ luôn ha, không lỗi da không gì hết, chỉ có những cái vết đậm này thôi. Ngoài ra cái màu của nó rất là tươi. Màu cũng ít có luôn. Rồi, em này cũng là giá sale nha mấy anh chị. À, cao là 20, ngang là 25 năm, đáy 10 phân, em bán 650, mã là 508 mấy anh chị. 650, mã em này là 508. Và video của em đến đây thôi mấy cô chú anh chị. Em sẽ còn tiếp một video nữa, rất là mong các cô chú anh chị mình đón xem theo dõi. À, và em xin cảm ơn, em xin chào.